Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sensity Shop. Trong kỷ nguyên số ngày nay, khi mà dữ liệu và ứng dụng ngày càng trở nên phức tạp thì ảo hóa đã nổi lên như một giải pháp tất yếu giúp tối ưu hóa tài nguyên, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Và Hyper-V với vai trò là một trong những nền tảng ảo hóa mạnh mẽ nhất đã và đang khẳng định vị thế tiên phong của mình trên thị trường. Với khả năng hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, Hyper-V đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính mở rộng và bảo mật trong các doanh nghiệp. Trong video lần này, hãy cùng Sensity Shop tìm hiểu về nền tảng ảo hóa đầy hiệu quả này nhé. Giới thiệu qua một chút về Hyper-V. Hyper-V là một nền tảng ảo hóa được phát triển bởi Microsoft từ năm 2008. Nó cho phép các bạn tạo và quản lý các máy ảo hay còn gọi là Virtual Machine trên một máy tính hoặc máy chủ vật lý duy nhất. Nói một cách đơn giản thì Hyper-V biến một máy tính thành nhiều máy tính ảo. Mỗi máy ảo lại có thể chạy một hệ điều hành và ứng dụng riêng biệt. Hãy tưởng tượng là bạn có một máy chủ với cấu hình khá mạnh. Thay vì chỉ cài đặt một hệ điều hành Windows Server duy nhất như thông thường, bạn có thể sử dụng Hyper-V để tạo ra nhiều máy ảo. Mỗi máy ảo có thể chạy Windows Server, Ubuntu Server hoặc bất kỳ hệ điều hành nào khác. Đó là công năng chính của Hyper-V. Hyper-V mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp, cá nhân và trung tâm dữ liệu nhờ khả năng ảo hóa mạnh mẽ, quản lý tài nguyên linh hoạt và bảo mật cao. Những lợi ích chính khi sử dụng Hyper-V có thể kể đến như là tiết kiệm chi phí. Thay vì mua nhiều máy tính hoặc máy chủ thì bạn chỉ cần một thiết bị đủ mạnh mẽ và sử dụng Hyper-V là đã có thể tạo ra nhiều máy ảo. Hyper-V cho phép bạn tận dụng tối đa tài nguyên phần cứng của thiết bị, chẳng hạn như là CPU, RAM và ổ cứng. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý các máy ảo, chẳng hạn như là khởi động, tắt, sao lưu và di chuyển chúng. Hơn nữa, nền tảng này được tích hợp nhiều công nghệ bảo mật tiên tiến như là mã hóa máy ảo để chống truy cập trái phép, cách ly máy ảo hoạt động độc lập hay bảo vệ thông tin đăng nhập với Windows Defender Credential Guard. Không chỉ có vậy, bạn có thể sử dụng máy ảo để thử nghiệm các phần mềm mới, phát triển ứng dụng hoặc xây dựng môi trường nghiên cứu mà không ảnh hưởng đến hệ thống chính. Đến đây thì nhiều bạn có thể sẽ thấy nền tảng này nghe rất giống một phần mềm mà mình đã từng biết như là VMware hoặc VirtualBox. Vậy trước hết hãy phân loại Hyper-V trong thế giới ảo hóa để xem nền tảng này có gì khác biệt nhé. Công nghệ ảo hóa ngày nay có rất nhiều những nền tảng khác nhau nhưng tự chung lại được chia thành hai loại là Hypervisor Type 1, gọi tắt là loại 1 và Hypervisor Type 2, gọi tắt loại 2. Các nền tảng ảo hóa thuộc loại 1 bao gồm Hyper-V, VMware ESXi hay là Proxmox. Loại 2 sẽ bao gồm VMware Workstation hoặc VirtualBox là những công cụ khá phổ biến. Với Hypervisor loại 1, nền tảng này sẽ chạy trực tiếp trên phần cứng và không quá phụ thuộc vào hệ điều hành nền. Điều này sẽ cho một hiệu suất tốt hơn và thích hợp cho các môi trường quy mô lớn. Trong khi Hypervisor loại 2 là các phần mềm chạy trên nền hệ điều hành máy chủ, không thể trực tiếp truy cập vào tài nguyên phần cứng, do đó sẽ có hiệu suất kém hơn. Do vậy, với đặc điểm của mình, Hyper-V giúp tối ưu hiệu suất hoạt động cho máy ảo hơn là VMware Workstation hay là VirtualBox. Hyper-V có một số tính năng nổi bật như là hỗ trợ nhiều CPU ảo, có thể giới hạn hoặc phân bổ tài nguyên theo nhu cầu. Bên cạnh đó, tính năng RAM động, tức là Dynamic Memory, cung cấp bộ nhớ động giúp VM tự động điều chỉnh dung lượng RAM tùy theo mức sử dụng thực tế. Hyper-V cho phép chạy nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng một máy vật lý như là Windows Server, Windows 10, 11 hay các bản phân phối Linux như là Ubuntu, CentOS, Red Hat, v.v. Tính năng Live Migration cho phép bạn di chuyển một máy ảo đang chạy từ một máy chủ vật lý này sang một máy chủ vật lý khác mà không làm gián đoạn hoạt động của máy ảo đó. Nếu một máy chủ đang quá tải, bạn có thể di chuyển một số máy ảo sang các máy chủ khác để giảm tải và cải thiện hiệu suất tổng thể. Hyper-V cũng cho phép tự động chuyển đổi VM sang một máy chủ khác khi có sự cố xảy ra trong một cụm máy chủ vật lý, tức là cluster, để đảm bảo tính sẵn sàng cao. Ngoài ra, Hyper-V còn tích hợp với Windows Container và Kubernetes giúp hỗ trợ triển khai ứng dụng theo kiến trúc microservice và quản lý container dễ dàng hơn. Như đã nêu ở phần trước, Hyper-V là một tính năng được sử dụng trên Windows và Windows Server, nhưng đồng thời cũng là Hypervisor Type 1. Vậy điều này có mâu thuẫn với tính chất chạy trực tiếp trên phần cứng và không phụ thuộc vào hệ điều hành nền hay không? Hãy cùng xem cách mà Hyper-V hoạt động trên hệ điều hành ra sao nhé! Khi Hyper-V được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động chia thành hai vùng chính là Root Partition hay còn gọi là vùng cha và Child Partition, vùng con. Root Partition là phân vùng chính, nơi mà hệ điều hành chủ Hot OS như là Windows, Windows Server sẽ chạy và quản lý toàn bộ các máy ảo, VM. Thực chất lúc này Hot OS sẽ giống như một VM đặc biệt, trong khi đó mỗi VM sẽ được tạo thành một vùng con độc lập, không có quyền truy cập trực tiếp vào phần cứng vật lý. Thay vào đó, chúng phải thông qua một lớp trung gian gọi là Hypervisor Layer nằm trên phần cứng để giao tiếp với tài nguyên phần cứng như là CPU, RAM, ổ đĩa và cạc mạng.
Lớp hypervisor này nằm giữa phần cứng và tất cả các máy ảo, bao gồm cả phân vùng root. Nó có nhiệm vụ quản lý tài nguyên và phân phối lại cho các VM. Còn với hypervisor loại 2 thì lớp hypervisor sẽ chạy hoàn toàn trên hot OS và truy cập phần cứng cũng sẽ phải thông qua hot OS. Do vậy, mặc dù Hyper-V được sử dụng trên Windows hay là Windows Server, nhưng bản chất vẫn là một hypervisor loại 1. Hyper-V sử dụng một cơ chế quản lý tài nguyên thông minh để phân phối các tài nguyên phần cứng cho từng máy ảo. CPU của hệ thống sẽ được chia nhỏ thành các lõi ảo và cấp phát cho các VM theo nhu cầu. Đối với bộ nhớ RAM, Hyper-V hỗ trợ tính năng Dynamic Memory giúp tự động điều chỉnh dung lượng RAM của từng VM theo mức độ sử dụng thực tế. Điều này giúp tận dụng tối đa bộ nhớ vật lý mà không gây lãng phí. Ngoài ra, Hyper-V cho phép mỗi VM sử dụng ổ cứng ảo VHD, VHDX hoặc có thể truy cập trực tiếp vào ổ cứng thật thông qua tính năng Path Through Disk. Để đảm bảo các máy ảo có thể hoạt động mượt mà thì Hyper-V sử dụng một công nghệ gọi là VMBus, tức là Virtual Machine Bus. Đây là một kênh truyền dữ liệu tốc độ cao giúp các VM giao tiếp với nhau cũng như là với hệ điều hành chủ. Hyper-V là một nền tảng ảo hóa tuyệt vời cho máy chủ và máy tính cá nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả thiết bị đều có thể sử dụng một cách đầy đủ. Máy tính và máy chủ của bạn cần phải đáp ứng một số yêu cầu phần cứng và phần mềm dưới đây. Thứ nhất là yêu cầu về phần mềm. Với Windows Server, Hyper-V được hỗ trợ từ phiên bản Windows Server 2008. Tuy nhiên, các bạn nên sử dụng trên bản Windows Server 2016 trở lên để trải nghiệm được đầy đủ các tính năng mới và cải thiện hiệu suất VM hơn các bản cũ. Với hệ điều hành Windows cho máy tính cá nhân, Hyper-V chỉ hỗ trợ cho Windows 10, 11, các phiên bản Pro, Enterprise và Education, không hỗ trợ trên Windows 10, 11 Home. Thứ hai là yêu cầu về phần cứng. CPU trên thiết bị của bạn phải hỗ trợ kiến trúc 64-bit có dịch địa chỉ cấp 2, tức là SLAT, và hỗ trợ ảo hóa với một trong hai công nghệ là Intel VTX hoặc là AMD-V để có thể chạy Hyper-V. Kèm theo đó là tích hợp Data Execution Prevention, viết tắt là DEP. RAM của thiết bị cũng phải tối thiểu 4GB, nhưng tốt nhất là từ 8GB trở lên để đảm bảo hiệu suất khi chạy nhiều máy ảo nhé. Dung lượng ổ cứng thì tùy thuộc vào số lượng và kích thước của các máy ảo. Các bạn nên sử dụng ổ cứng SATA, SAT hoặc là NVMe SSD để đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu VM tốt nhất. Và cuối cùng, cần ít nhất một card mạng vật lý, nhưng nên có 2 card trở lên để tách biệt lưu lượng VM và quản lý. Tuy được trang bị sẵn trên Windows Server và Windows được liệt kê ở trên, nhưng có một số sự khác nhau đáng kể trong Hyper-V trên Windows so với lại Hyper-V chạy trên Windows Server, đặc biệt là về tính năng, cụ thể là như thế nào. Trên Windows Server chỉ có một số tính năng hỗ trợ riêng cho hệ điều hành này như là Live Migration, di chuyển trực tiếp các máy ảo từ máy chủ vật lý này sang máy chủ vật lý khác. Hỗ trợ Hyper-V Replica cho phép máy ảo giữa các máy chủ khác nhau. Hỗ trợ kết nối trực tiếp đến SAN bằng công nghệ Virtual Fiber Channel. Tính năng SRIOV, tức là viết tắt của Single Root Input Output Virtualization, cải thiện hiệu suất mạng và chia sẻ Virtual Hard Disk. Bên cạnh đó, trên Windows cũng có những tính năng riêng như là tạo nhanh máy ảo với các cài đặt mặc định, còn gọi là Quick Create. VM Gallery cho phép bạn tải xuống các VM được cấu hình sẵn từ Microsoft hoặc các nhà cung cấp khác, và Virtual Switch mặc định sẽ là NAT. Ngoài ra, Hyper-V trên Windows chủ yếu được quản lý qua Hyper-V Manager, trong khi trên Windows Server thì hỗ trợ nhiều phương thức quản lý hơn như là Hyper-V Manager, PowerShell, SCVMM hay là Windows Admin Center. Như vậy là mình vừa giới thiệu chi tiết về đặc điểm, cách hoạt động cũng như là những lưu ý trong việc sử dụng Hyper-V để các bạn có thể hiểu rõ hơn về nền tảng này, giúp phát huy hiệu quả của Hyper-V trong môi trường cá nhân và doanh nghiệp của bạn. Dù bạn là một chuyên gia IT, nhà phát triển phần mềm hay là quản trị viên hệ thống, thì Hyper-V cung cấp công cụ và tính năng cần thiết để xây dựng môi trường ảo hóa an toàn, hiệu quả và dễ quản lý. Hãy tận dụng sức mạnh của Hyper-V để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và mở rộng khả năng công nghệ cho doanh nghiệp của bạn nhé. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn về các dòng máy chủ cũng như là thiết lập Hyper-V thì các bạn cũng đừng ngần ngại comment xuống bên dưới để được CNTT Shop hỗ trợ nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.